Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel game của mình. Sau đây mình giới thiệu cho các bạn con game Thần Ma 3D. Chả biết là có 3D hay không, nhưng mà mình mới vào thì mới thấy là 2D các bạn ơi. Thì ở cái phiên bản này thì nó sẽ open server 1 vào lúc 19 giờ ngày 31 tháng 7 mà mình review trước anh em nhé. Thì hiện tại thì nó đang có cốt tân thủ và cốt chào mừng server, cũng như là sẽ được tặng ngay 500.000 kim nguyên bảo cộng với VIP 10. Mỗi ngày online thì sẽ được tặng ngay kim nguyên bảo. Rồi sau đây thì mình sẽ trải nghiệm luôn cái lúc anh em tạo tài khoản thì anh em cứ ghi vào trong cái mục đăng nhập là được anh em. Khi anh em vào đến đây thì nó sẽ cho anh em chơi cái phần giới thiệu lại trước, sau đó tí lát thì vào tin nào thì mình sẽ thông tin đến anh em. Rồi anh em có thể chọn hai ngoại hình nhân vật nam hoặc nữ, mình sẽ chọn nhân vật nam và mình sẽ đặt tên vào đây nhá. Xoáy vẫn chưa được à? Ủa? Chắc là vừa mới mở sao ấy. Vẫn chưa vào được anh em, tự nhiên nó lại cho mình vào đánh lại cái này, đánh lại nào. Rồi ok rồi, vào được ngon này rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ vào trải nghiệm game thôi. Đến cái bước này thì anh em bỏ qua nhé. Rồi ok rồi, mình xong cái trận tiếp. Thế nào? Bắt mình tiếp tục à? Đi tiếp nào anh em ơi. Cái này nếu việt hóa thì cũng chưa được hoàn chỉnh lắm. Anh em phải làm hết cái phần nhiệm vụ chính tuyến này trước thì chắc là mới vào được thành anh em ạ. Cái con tướng này nó có khả năng phòng thủ trước hàng tấn công. Nói chung là game này thì nó là thuộc dòng game đánh theo lượt đội hình anh em nhé.
hy vọng là mình vào game thì mình sẽ nhận được 500.000 kim nguyên bảo cộng với lại VIP luôn nha. Còn cái lạp thẻ với lại các thứ thì anh em đọc cho mình ở dưới cái phần mô tả video nhé. Ồ, hay đấy, cái con bé này, à cái thằng này nó ra trưởng cá là hay đấy anh em. Đến đây rồi, không biết là tiếp tục như nào đấy. Nào ra trường đi. Nó phụt một phát này anh em này. À được 3 thằng thôi chứ không phải là được nguyên cả hàng. Đây tướng chính của mình sẽ ra trường đây. Chỉ được có một phát thôi. Khổ luôn đi. Vẫn không được anh em ạ. Cứng quá. Trời ơi, nó bút máu kìa. Láng rồi, chưa khai mở rồi. Rồi, tạm thời thì chưa khai mở hoàn toàn cho nên là nó hơi lag hay sao ấy, mình cũng chưa hiểu luôn. Rồi ok, có gì nếu tối khai mở chính thức thì mình sẽ review cho anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em lúc khai mở chính thức. Rồi, đến cái đoạn này thì do chưa khai mở chính thức cho nên là mình review trước cho anh em coi thử thôi. Ok, nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh của anh em. Hẹn gặp lại anh em vào buổi review khác. Tạm biệt anh em, bye bye.